Ê, ê, ê. Nước sôi này nè, bây giờ làm gì? Anh giúp tôi vớt cái xương nó ra đi, tôi đang dở tay một chút. Ủa sao lại dứt xương? Bình thường tôi thấy nước sôi là người ta dốc bọt ra mà. Tại vì anh không biết, cái nước đầu tiên của xương á, lúc nào cũng có bụi bẩn hết trơn á. Do vậy á, mình chỉ đun sơ nó thôi, sau đó để mấy bụi bẩn nó ra, mình đổ cái nước đó đi, rồi mới hầm lại. À, biết rồi. Ui da, ui Anh có sao không vậy? Đưa đây, đưa đây. Sao bất cẩn giống như con nít vậy? Sung sướng quá. Thôi được rồi, tôi hết rét rồi. Vụ của Kha là sao vậy? Bị mất tiền hả? Tại lúc hồi tối á, tôi nghe loáng thoáng. Thực ra anh nợ tiền cũng là tại tôi. Lúc mà ba tôi bị tai nạn á, anh đã giúp tôi mượn tiền, chạy đôn chạy đáo mới kiếm được 200 triệu, rồi sau đó bất cẩn làm mất. Vậy là bây giờ cô sợ người ta ép anh ta hả? Sợ chứ sao không sợ. Trời ơi, đó là số tiền lớn lắm chứ bộ. Anh nói là anh lo được, nhưng mà anh lo bằng cách nào chứ? Để kiếm được tiền trả nợ, tôi sợ anh chỉ làm mấy chuyện mạo hiểm thôi à. Vậy ý cô nói là cô lấy tôi là mạo hiểm hả? Nè, cô kiếm ở tôi 200 triệu một bọc cách nhanh gọn lẹ như vậy, còn muốn gì nữa? Ủa tôi giúp không? Bộ anh thấy tôi tham lam với lại khó ưa lắm hả? Cái này là cô nói chứ tôi không có nói à. Tôi cũng biết là mình quá đáng, nhưng mà nói thiệt nha, ngoài anh ra tôi không biết nhờ giả vô ai hết trơn á. Bình thường tôi cũng không hay lo chuyện bao đồng đâu, nhưng mà để cô đang đóng tròn vai cho nên tôi giúp cho. Vậy là anh giúp anh Ui, Kha hả? cái gì vậy, cái gì vậy hả? Lộn, vậy là anh giúp anh Kha Thì lo làm đi. hả? Tôi cảm ơn anh nhiều nha. Mai mốt á hả, anh có cần cái gì giúp đỡ, tôi sẽ bất chấp mọi nguy hiểm luôn, tôi sẽ giúp anh hết. Không cần, làm tròn vai giúp tôi là được rồi. Làm tiếp đi. Cảm ơn nghe. Trời ơi, cảm ơn hoài. Trời ơi, vậy nhìn hẳn nè. Nhìn nè nè, dễ thường nói với Hạnh á là nửa bên này của Hạnh á là đẹp, còn nửa bên này á như là thiên thần, nhớ không? Nè, đẹp nè, đẹp nè, đẹp nè, sao không nhìn? Vậy nè, dễ nhìn nè, đẹp không, nhớ không? Áo đó dễ mua tặng cho Hạnh đó, dễ nói là tặng cho Hạnh áo màu tím. Tiếp này á là tiếp thủy chung, tiếp là hội chợ, nhớ không? Trời, còn nữa, Hạnh hay đi chân không đó, cái vậy mua guốc tặng cho Hạnh nè. Bà mua nè, có vàng nè, có 6 cục vàng luôn nè, nhớ không? Nó tôi tặng cho bà vàng, bà mang từ dưới chân bà mang lên, nhớ không? Trời ơi, sao vậy? Đã đuôi rồi còn bị khùng nữa, ai mà chịu nổi? Vậy có biết là Hạnh buồn lắm không? Mẹ, mẹ thấy bông này đẹp không? Đẹp. Mẹ của con xinh quá à. Đẹp quá. Ủa, ba, anh. Con em mẹ, trời ơi đẹp quá ta. Con khéo tay dữ ha. Dạ, bây giờ mọi người có mặt đầy đủ rồi, hay để con dọn đồ ăn sáng luôn nha. Chút nữa con với mẹ cắm qua tiếp ha. Ai gắn bông cho mẹ vậy? Du á. Du gắn hả? Mẹ đẹp quá. Con gắn không? Thôi con đẹp đủ rồi, nhường cho mẹ đẹp đó. Uống nước đi em. Dạ uống nước đi. Đồ ăn sáng tới rồi đây. Con mời cảm ba. ơn con. Con mời mẹ. Cảm ơn con. Cha. Hôm nay mẹ con dễ thương quá. Anh Đại đi. qua xinh tươi rồi ha. Mời anh. Con mời ba mẹ. Rồi cả nhà mình ăn nha. Dạ.
ăn đi. Dạ. Chú ơi, con nấu ngon quá. Bà biết không, món này á là có anh Sơn vô phụ bếp với con á. Mẹ, mẹ, cháo này là anh Sơn nấu á, mẹ ráng ăn nhiều nhiều vô nha. Hả? Nam Sơn nấu? Dạ. Con trai của mẹ giỏi quá đi, giỏi quá. Giỏi giống mẹ. Đúng rồi. Dạ, mẹ ăn đi. Alo, tôi nghe. Dạ. Tôi biết rồi anh. Dạ, chào anh nha. Chủ đầu tư resort mời công ty mình đến dự khai trương một chủ resort cao cấp ở ven biển. Sơn, cậu sắp xếp công việc đi diện với ba nha. Dạ. Chủ đầu tư là chỗ thân thiết bạn bè với ba lâu năm, nên họ đại thọ ăn uống vui chơi cho khách mời. Du à, tới đó dạ, con sắp xếp đi cùng với chồng con luôn nha. Có nhất thiết là con phải đi không ba? Trời, đây là cơ hội tốt để mình tạo mối quan hệ. Với lại con với Sơn đi, để mà nhân tiện đáp lễ mối quan hệ bạn bè của ba. Ba nghĩ cơ hội này hai đứa đi hưởng tuần trăng mật luôn. Từ ngày cưới tới giờ ba thấy hai đứa chưa lên kế hoạch đi du lịch. Ba ơi, bữa đó chú bận việc rồi, để con đi một mình cũng được mà ba. Hả? Ba nghĩ đây là cơ hội tốt để mà hai đứa mới cưới nhau có cơ hội vun đắp tình cảm. Ba lỡ hứa với bạn của ba rồi là có hai đứa đi, bây giờ ba không biết phải nói sao đây. Dạ không sao đâu ba, hôm đó con không bận, để con đi chung với anh cũng được. Vậy là tốt rồi. Dạ. Tốt của anh quá trời thịt luôn nè. Kệ anh chứ. Hay quá ha. Tôi đã lắc đầu nói thôi đừng có đi rồi. Vậy mà cũng ráng ngực đầu rồi đi làm sao. Ra tới ngoài đó tôi đạp xuống biển cho biết. Anh không nghe ba anh nói gì hả? Ba nói vậy đó sao tôi từ chối được. Nói đi là đi rồi. Hay quá. Làm sao tôi không biết đi như trời. Ủa Du, con bị sao vậy? Quay vui quay cười á ba. Con vui dạ, tại vì sắp đi hưởng tuần trăng mật rồi. Dạ, tại vui. Vì con nghe đi du lịch nên con vui quá. Dạ, con ấy vui sảng lắm ba. Đúng không? Vui đúng không? Nên vui nữa nè. Vui quá. Hai đứa nó hạnh phúc quá hả? Thôi ăn đi con. Dạ. Dạ. Ba. Chút nữa ăn xong rồi con xin phép ba, con đưa vô đi học xong rồi con qua công ty luôn nha ba. Hôm nay con làm ở công ty, công việc ổn không? Dạ ổn. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Tránh ra, tránh ra, tránh ra, tránh ra. Hôm nay có bài kiểm tra mà tôi quên mất. Ê, dừng tôi lấy cho tôi đi. Đi chỗ khác. Lady first, lady first. First cái gì mà first, đây là nhà của tôi nha. Nhưng mà tôi là vợ của anh chứ bộ. Cô chỉ là vợ hờ. Ây da, nhưng mà tôi là phụ nữ, nhường cho tôi đi. Phụ nữ kệ cô chứ. Ây da, nhường cho tôi trước. Chỉnh ra. Ây da, ê, tại tôi với. Buông cái quần tôi ra, tôi cùng mới giận. Ba ơi, ba tìm anh Nam Sơn hả? Ba. Ôi. Ôi. Đồ cái thứ, gian lận. Cô nhớ cô đó. Thứ gì không phải thứ bảy chủ nhật. Ủa, con mà đi đợi hả? Gì vậy? Làm gì nhìn tôi thấy ghê vậy? Ê, có gì thì nói nha, làm gì tôi thấy ghê vậy? Anh bị khùng hả? Không nói được. Gì mà nói không được? Tự nhìn đi. Con cái gái ngứa và hư đốt. Lẹ lẹ đi, tôi còn đi làm nữa. Trời ơi, lẹ lẹ giùm cái đi. Vậy mới đúng nè.
Đúng rồi, sao còn cười? Cười như âm á. Hụt. Kệ tôi. Ủa, ông chờ tôi chở đi hả? Thưa gọi, tôi trễ giờ rồi. Ủa, mà sao anh không đi làm với ba anh vậy? Không thích, không trời, hợp. Ba con chứ có phải là người yêu đâu mà hợp chứ không hợp. Nói hay quá hả? Tôi không tin là cô với ba của cô cái gì cũng hợp nhau. Chứ sao? Từ nhỏ nha là tôi đã lẻo đẻo đi theo ba dẹ rồi. Ba đi đâu á là tôi đi theo đó. Có lúc á hả, tôi ngồi sau xe đạp của ba cùng nhau đi lượm ve chai. Còn có lúc á hả, tôi ngồi sau xe ba gác của ba cùng đi chở xà bần. Nói chung á hả, là ba con tôi cùng tiến cùng lùi. Mà nói cho anh nghe nha, ba tôi với tôi hả, nói chuyện với nhau hợp cực kỳ luôn. Nói tới đâu là vui tới đó vậy đó. Ông thấy vui, tại vì không quan tâm, ai mượn kể vậy. Rảnh hơn. Dù gì nè, cái gì đó, tôi có chuyện muốn nói nè. Nói cái gì? Tôi nói cái này, anh đừng có chê tôi sớm này nha. Khỏi nói, con xin đặt rồi. Anh vô duyên quá à, chưa nghe sao biết được. Nói cái gì? Người ta nói á, cứ một ngày trôi qua là mình tiến thêm một bước gần tới ngày mình xa cha mẹ của mình đó. Anh đã nhìn tôi nè, thấy không? Bà của tôi đó mới ở dưới quê lên, chưa có nói chuyện được mấy câu hết thì tai họa đã ập tới rồi. Tới bây giờ bà tôi tỉnh lại nhưng mà đâu có nhận ra tôi đâu. Cho nên tôi khuyên anh đó, anh có phước như vậy thì anh phải trân trọng những người thân của mình mới đúng. Tôi đi học nghe. Có người vô rồi kìa. Chị Hạnh, sao rồi? Ông khỏe chưa? Chị ơi, chắc thua rồi chị ơi. Sao? Đã không thấy đường mà còn khùng nữa thì làm sao mà khỏe được? Chị Hạnh, tôi có cách rồi. Hồi nãy tôi mới coi phim Hồng Kông, tôi thấy người ta trị mấy cái bệnh mà mất trí nhớ giống như ổng đó ha. Chỉ cần chị cầm cái ghế chị đập vô đầu ổng, chỗ nào mà nó bị nghẹt á thì nó thông liền. Đập đi. Đập đi. Đập. Đập. Ê bà, sao? Tôi đâu có khùng đâu. Tôi lấy cái ghế tôi đập đầu chồng tôi, chồng tôi lũng sọ chết sao? Trời ơi, bà hết chuyện chơi rồi, xuống dạy không à. Bỏ đi. Vậy muốn anh tỉnh á thì bây giờ chị kể chuyện cho anh nghe đi. Kể rồi. Anh tỉnh. Tôi kể nhiều lắm rồi. Tôi kể chuyện ngày xưa mà anh hay kể tôi nghe nè. Tẩm Cám nè, Tẩm Cám Cốt Qua nè, mà Tuyết Ngủ Trong Rừng nè, chuyện Thoại Khanh Châu Tuấn nè, mà ông không có nhớ. Tôi còn kể những món mà anh mua tặng tôi nè. Cái áo này nè, ông thường nói màu tím thủy chung, màu tím đợi chờ, mà ông còn không nhớ luôn. Nhưng mà chị có kể anh tặng chị cục vàng chưa? Trời, ông tặng cho tôi 12 cục vàng luôn, chứ ở đó mà một cục mà lúc nào tôi cũng đem theo luôn á. 12 cục chị cất ở đâu? Để chỗ nào? Đây nè, đó, mỗi bên 6 cục. Cái này đâu phải vàng. Chứ cái này là cái gì bà? Ý tôi nói á là anh tặng cho chị thí dụ là nhẫn đeo tay, bông tai, lắc, dây chuyền. À, vòng vàng cái gì? Đúng rồi. Có chứ. Có tặng không? Đó. Có. Nè, chị nhắc đi. Ông cứ nhớ là ông à. Chết rồi, thôi không kể nữa. Vậy của tôi nhức đầu giờ không kể nữa. Không kể nữa đâu. Vậy ơi chị, không kể nữa. Anh không kể nữa đâu. Đừng nhức đầu nữa nha. Lỡ như anh nói hết chuyện của mình ra rồi sao? Không thôi, không kể nữa. Vậy của tôi nhức đầu giờ không kể nữa. Dì Phương. Con. Mọi người ở đây hết vui quá vậy. Ba, dạo này không cần con gái nữa rồi hen. Dạo này vui quá trời, ngày nào cũng có dịp Phương với mẹ vô chơi với ba hết trơn á. Dì Phương, con dạo này á, con có việc phải làm ca đêm, cho nên có gì con nhờ dì vô bệnh viện phụ mẹ con chăm cho ba con nha. Con yên tâm đi, ngày nào dì Phương cũng tới đây chăm sóc cho ba con hết trơn đó. Nhưng mà bé Du ơi,
Bác sĩ có nói là khi nào cho ba về với mẹ con mình không? Bác sĩ nói là ba còn phải nằm viện, đợi cho sức khỏe hồi phục thì phải mỗi lần hai. Mỗi lần hai xong rồi mới có cơ hội phục hồi thị giác mẹ. Mỗi lần hai? Mỗi lần hai là mắt ba sáng luôn à? Vậy thì con chuẩn bị tiền đi nghe. Trời ơi, nói chuẩn bị tiền mổ đợt nhất là mệt mỏi lắm rồi, bây giờ lại chuẩn bị tiền mổ đợt hai nữa. Ba con làm việc mấy chục năm rồi, bộ không để dành một phân vàng để phòng thân sao con? Ủa, mà tự nhiên sao chị lại nghĩ là nhà con có của? Nhìn vô nhà con là biết rồi mà. Nhiều khi ba của con chôn vàng á mà giấu má con với con đó. Trời, làm gì có gì ơi, không có đâu. Thôi dì nói giỡn thôi, bây giờ dì về phụ với chú Côn. Con với má con ở đây lo cho ba con nghe. Dạ, tôi về nha chị Hạnh. Dì về cẩn thận nha dì. Tôi về nhông về. Ba thấy hôm nay làm sao rồi? Khỏe hơn nhiều không ba? Ba đỡ nhiều rồi. Anh có bị ốc? Anh làm em hết hồn hả? Ê chết cha, xin lỗi. Ủa, đi ra đường gặp gì sao về nhà mặt đường thần quá vậy? Em đang suy nghĩ coi tìm cách nào để cho anh về phục hồi trí nhớ. Trời ơi, quan tâm anh về dữ nha. Không quan tâm tôi tự ái nha. Sao anh suy nghĩ cái gì kỳ cục vậy? Em quan tâm cho anh về cũng như là em quan tâm cho con Du vậy đó. Thiệt không? Thiệt. Hồi sáng giờ làm mấy mẻ rồi? 5 mẻ rồi. Khách nay đặt quá trời đặt, cực muốn chết luôn. Tôi nè. Gì anh? Em thấy cái nghề này nó cực lắm không em? Cái nghề này nó không có cực anh, nhưng mà tối ngày cứ ôm cái lọ bánh mì nóng như vậy đó, hư da mặt hết. Không sao, cái vụ da mặt thì không có sao. Anh sẽ mua kem thực sự là nó không bao giờ ảnh hưởng tới cái da mặt của em hết. Nhưng anh chỉ sợ con cái là lâu dài các em chán. Anh nói lâu dài là sao? Có nghĩa là em tiếp xúc với người đàn ông tối ngày tay chân dính bột nè, rồi men của bánh mì nè, mồ hôi nhễ nhại, riết con nản lắm em. Thì từ đó tới giờ anh vậy mà em đâu có chê anh đâu. Anh chê sao em im lặng? Em càng im lặng anh càng mất tinh thần. Mà mất tinh thần đó thì anh không có làm gì được hết luôn à. Bánh mì nó khét rồi. Chết cha, quên. Quên. Ôi chết rồi, để tôi hết rồi. Alo. Chuyện từ giờ anh làm xong chưa? Tốt lắm, nhắn qua cho tôi liền nha. Alo. Mày là ai vậy? Phải. Tôi là bạn của Kha. Anh có thể dành một chút thời gian nói chuyện với tôi được không? Kha nào? Tao không nhớ rõ lắm. Thôi được rồi, có chuyện gì cứ nói thử xem. Dạ, cảm ơn anh. Chuyện là như vậy. Anh ơi, em mượn đồ chơi sách mới được nhiêu đây, mẹ lấy đỡ đi. Còn bao nhiêu từ từ em cơm em trả.
Sao vậy? Bao nhiêu đây chỉ đủ mua xăng đốt nhà cha con của mày thôi. Mày làm gì vậy? Hả? Tao cho mày biết, mày muốn nhân đạo thì tao cũng đã nhân đạo rồi. Bây giờ không còn lý do gì để trì hoãn việc trả nợ cho tao. Anh sao mà tụi bay đem con nhỏ nó qua bên bà chính, còn có mối nào đó cả lấy tiền về cho tao. Mẹ ơi, nó còn nhỏ lắm, mẹ anh đừng bán nó, để tụi ra thêm mấy bữa nữa trả cho mấy anh. Em xin anh đừng bắt nó mà. Mấy anh ơi, chúng ta ra đi bà. Mày làm gì vậy? Anh sao mà cô như anh nể tôi đi, cho cha con nó một cơ hội đi. Nể cái gì? Thá gì mà tao phải nể mày? Mẹ mày bây giờ đó. Anh ơi, đó là số của thằng gọi tới, nó sẽ trả nợ cho thằng Kha. Thằng này là thằng nào? Anh có biết nó không? Anh cũng đang thắc mắc. Nó nói là chỗ quen thân với thằng Kha. Thân quen? Theo em biết á, đám bạn của thằng Kha toàn là đá cá lăn dưa không à. Chả có thằng nào mà giàu có tới mức độ cho thằng Kha tiền để trả nợ đâu. Tiền tất nhiên là phải thu về rồi. Nhưng mà nếu thằng Kha quen với một thằng nhiều tiền như vậy, anh cũng muốn coi thử mặt nó như thế nào. Em đang tính đào tạo nó đó. Nè, một thằng có đấm đá giỏi như thế nào đi chăng nữa cũng không đáng giá mấy trăm triệu của anh. Tiền thì tất nhiên phải thu về rồi, còn cái chuyện mà mày muốn ràng cổ nó lại thì thiếu gì cách. Giống như cái chuyện anh thấy lúc nãy, phải nhẹ nhàng xuống nước một chút. Sao mà nhẹ nhàng được anh? Thằng đó năm lần bảy lượt cản trở việc của em, không đập nó một trận làm sao nó biết mặt được chứ. Đừng có sợ cái chuyện đó nữa. Không phải là cứ hùng hổ là nắm được đàn em. Còn thằng Kha thì anh thấy sau này có thể dùng được. Nhưng mà chú mày phải làm theo cách của anh dạy. Cảm ơn cậu. Nói thiệt, nếu hôm nay không nhờ chú nó giúp, không biết con gái tôi giờ nó ra sao nữa. Ông đừng bận tâm, tôi không muốn thấy cô bé làm những chuyện đó đâu. Dạ. Ba có sao không ba? Không sao đâu con, ba cũng đỡ đỡ rồi. Ông lo kiếm tiền để trả cho tụi nó. Tụi nó nhường bộ một lần chứ không nhường bộ hoài được đâu. Tôi cũng vậy, không thể nào cứu hai cha con ông hoài được. Dạ, tôi biết mà. Ủa chú tốt bụng như vậy, sao chú lại theo tụi nó? Tôi cũng đâu có muốn, tôi cũng thiếu tiền tụi nó mà. Nè, chú còn trẻ, còn sức còn dốc, không vướng bận con cái giống như tôi. Thôi, ráng làm kiếm tiền trả tụi nó đi, theo giang hồ không tốt lành gì đâu chú. Con, dạ. Hồi nãy tụi nó có làm trầy xước gì con? Dạ không, con không sao hết ba. Có sao không con? Dạ không. Anh Tu, có sao không? Trời đất ơi, mấy việc này để thanh niên trai tráng làm. Ê, anh già cả rồi, sao mà làm nổi? Đỡ lên em tung cái. Dạ. Ủa vậy chứ thằng Kha đâu? Nó giận tôi, nó bỏ đi mấy ngày rồi. Vậy hả? Trời đất ơi, trời, nó bỏ anh một mình vậy đó hả? Ừ. Thời buổi này á, con cái hở một chút là giận cha mẹ. Mình cho nó cực khổ từ nhỏ tới lớn, đã làm được cái gì đâu mà đặt làm mình làm mẩy nữa. Thôi anh ơi, nói hoài nó cũng vậy. Giờ tôi đi công chuyện nha. Anh đi cẩn thận nha. Tôi về nha anh cô. Rồi, được rồi, cảm ơn anh nha. Thank you.
Ôi, nước này đáng tiếc dữ rồi trời, ta kêu giao bánh mì, giao bột mì. Ủa, sao bữa nay nhà cửa sạch sẽ dữ vậy nè? Mới nãy còn tù lum tà la mà bột mì nằm dưới đất, sao ai dọn dẹp vậy? Không lẽ Phương vậy? Phương ơi, Phương à. Phương à, em có đến lầu không Phương? Phương ơi, thôi chắc không phải Phương đâu, mệt quá lên lầu ngủ. Mày sao vậy mày? Hôm rồi mày đi đâu mà tao không thấy vậy? Ờ, con có công chuyện đó mà, có gì không chú? Tao nghe ba mày nói á là mày giận ổng, có phải vậy không? Ờ, làm gì có, chắc là ba con bực lên cho nên mới nói vậy thôi, chứ con có giận gì ba con đâu. Hơn nhau chi, có hai cha con à, giận nhau chỉ cho mệt, phải không con? Dạ. Mấy bữa rồi á, ổng làm quần quật một mình thấy tội lắm mày, mà bây giờ ổng hay bị đau lưng nữa, mày coi á, về phụ ổng đi. Ủa, chứ còn bà Phương đâu? Ôi, cái bà đó suốt ngày có vô bệnh viện miết, không biết là ông con ổng đi thơi bả hay là ông vậy nữa. Tôi nhìn mặt bả tôi không ưa chút nào, không hiểu sao ông già tôi lại ưa bả nữa, không biết bà làm cái giống gì. Bà trời đất ơi, ông già tôi ông mê bả, mê sái cỏ luôn đó. Bả chơm tiền của tôi nói ổng vậy mà ổng tin bả không tin tôi. Tao hiểu rồi, có nghĩa là mày bị ăn cắp tiền đúng không, rồi mày không có tiền để giúp cho con ghệ của mày cho nên mày mới mượn ta cái gì. Thì ra là vậy. À bà nè, ta thấy cũng lạ nghe, con mẹ nó cũng ghen dễ sợ lắm, đã ăn cắp tiền rồi còn ráng ở nhà mày nữa mới ghê chứ. Bởi vì tôi mới tức, bởi mà còn ở trong nhà tôi một ngày nào nữa thì tôi không yên tâm ngày đó, thế nào cũng có chuyện xảy ra cho con. Chắc chắn phải có cái vấn đề nằm ở trong đây. Nè, theo kinh nghiệm giang hồ của tao á, nếu đã ăn cắp được tiền thì chắc chắn phải trốn đi cao dại xa bay, chứ ở đó làm cái gì? Lỡ như mày bị bắt thì sao? Cái tiền đó mày có xài được không? Không hề. Đảm bảo cái con mẹ đó phải có mục đích gì ghê gớm hơn nữa. Mục đích gì? Nhà tôi nghèo có tiền bạc gì đâu, với lại tiền tôi có nhiều mà lấy hết trơn rồi. Mày ngu quá, mày không có nhưng mà ông già mày có, lỡ ông còn vàng thì sao? Thôi mời quá đi. Bà nhà tôi với mục đích gì? Kệ bà đi, chuyện gì tới sẽ tới. Con biết rồi, con đi ra chú. Ba. Ba ráng ăn chút cho mau khỏe nha. Bộ nữa nè ba. Ăn thêm bộ nữa nè ba. Đừng con. Ba. Sắp tới á, con phải đi công tác dài ngày.
mà ba phải để ý coi chừng mẹ nữa. Thiệt sự bây giờ con không biết phải nói ai coi chừng ai luôn á. Ba, mà ba có nhớ gì thêm không ba? Bây giờ thì ba không biết gì hết trơn. Ba xin lỗi con nha, vì ba để con vất vả. Ba thiệt là vô dụng quá. Ba phải kiên trì lên, đừng có bỏ cuộc. Tất cả mọi người đều ở bên cạnh ba, cũng có con, có mẹ Hạnh mà. À, ba còn có chú Côn, có dì Phương nữa. Tất cả mọi người ai cũng mong ba khỏe hết. Nhưng mà con nói thử coi, trước kia ba như thế nào? Ba là con người ra sao? Hả? Ba như thế nào hả con? Ba là một người rất là hiền lành, rất là thương con nữa. Còn nhớ hồi năm con 11, 12 tuổi á, con không có xe đạp đi học với mấy bạn. Ngày nào ba cũng lấy xe ba gác chở con tới trường. Cho dù là mấy đứa bạn của con á, nó hay chê cười lắm, nhưng mà con không sao, con vẫn thấy vui và hạnh phúc lắm. Vì ba là một người ba rất tuyệt vời. Rồi còn lúc con bị sốt, mẹ Hạnh không biết, đè con ra để cạo gió quá trời luôn. Ba đi làm về thấy hết hồn, ẵm con đi cấp cứu liền, chứ không con cũng không biết còn sao luôn đó. Hình như lúc đó là con được khoảng chừng 8 tuổi. Lúc đó con 9 tuổi. Ba, ba nhớ gì hả ba? Không, tự nhiên bất giác ba nhớ có số ít thôi là. Dù sao đây cũng là tín hiệu vui mừng, chứng tỏ là ba sắp hồi phục rồi đó ba. Nhiều khi á, con cảm thấy mình may mắn lắm. Cuộc đời cướp của con một người mẹ, nhưng mà lại ban cho con có một người ba tuyệt vời giống như là ba vậy. Nhưng mà làm sao ba có thể nói với con rằng mẹ con đang gần ở đây? Cho dù sau này ba có nhớ lại hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là gia đình của mình sẽ luôn luôn ở bên cạnh nhau. Nhưng mà ba thật ích kỷ khi giữ con khư khư bên cạnh mình. Ba lo rằng người phụ nữ đó chỉ quan tâm đến số già hơn là con. Nếu con biết, con sẽ càng đau lòng. Ba chờ con một chút. Alo. Hả? Đồng phục đó hình như là em còn giữ. Dạ, để em mang qua bên đó trả lại. Dạ. Dạ. Ủa, Du. Ủa, con chưa đi hả? Gì? Con chào mẹ. Con về có công chuyện chút rồi con đi liền giờ. Vậy hả? Gì? Gì con? Trong thời gian con đi á, có gì dì chăm sóc ba con giúp con nha. Con yên tâm đi, ba con ở nhà có dì chăm sóc rồi. Vậy thôi con đi nha dì. Con đi đi con. Thưa mẹ con đi. Con đi nha ba. Ba nhớ ở nhà ăn uống, giữ gìn sức khỏe, rồi mau hết bệnh nha. Du à, con đi gấp vậy sao? Dạ. Con đi nha ba. Như vậy
trọng nha. Dạ, con biết rồi. Ba ở nhà cũng phải vậy nha. Ba biết rồi. Ba con đi. Chị Hạnh hả? Trời nóng quá à. Ừ. Chị xuống kiếm cái gì mát mát cho ông uống đi. Đúng rồi, chị đi đi. Thôi, tôi mua ổng không uống đâu, chị mua ổng mới uống. Đúng rồi. Ừ. Tôi là vợ mới về mà. Tôi mua về mới uống chứ gì. Đúng rồi. Nè, tôi xuống tôi mua nước dừa cho vợ uống nghe. Tôi mua hai cái, vợ một cái, tôi một cái nghe. Thôi thôi. Hả? Không cần đâu, tôi không có khác. Thôi, uống mà. Nhưng mà Hạnh khác. Hạnh khác mà. Không. Thôi đi, mà. Không có khác nước. Thôi đi mà, Hạnh khác, Hạnh khác mà. Tính đẩy tôi đi đâu vậy? Chị kêu tôi thú nhận cái gì? Mày đừng có làm bộ nữa. Con Tuyết này hả? Không có sợ cái gì đâu. Tao có chết cũng lôi mày chết chung biết chưa? Tao đã sống cực khổ 20 năm nay. Tao không thể nào cực khổ nữa mày biết chưa? Mày hiểu không? Chị làm cái gì vậy? Muốn mạng làm cái gì hả? Làm cái gì hả? Dạng tao đâu? Mày trả dạng cho tao, dạng tao đâu? Tôi đã nói là tôi không biết gì hết, tôi không nhớ gì hết. Chị, nếu chị nhớ điều gì tôi, chị kể cho tôi nghe đi. Chị làm ơn đi mà. Được rồi mày nghe nè. Mày, tao thì thằng sắp đi cướp tiệm vàng. Lúc đó tao với mày bị công an rượt, cho nên mày té xuống suối. Tay của mày nè, cầm chặt bịch vàng. Bây giờ bịch vàng đó ở đâu mày trả cho tao, mày trả cho tao. Vàng hả? Ừ. Như vậy thì tại sao bao nhiêu năm qua gia đình tôi phải sống trong nghèo khổ? Tôi còn nghe Hạnh với Vui bàn với nhau là không lo đủ tiền để chữa đôi mắt cho tôi nữa kìa. Xin lỗi mày, tao sai rồi. Tao xin lỗi, tao xin lỗi mày nghe. Nếu chị hiểu điều này sớm thì đâu có chuyện rắc rối này xảy ra. Tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà tao nghe người ta nói, con người ta đến lúc sắp chết á, thường hay nói ra sự thật. Coi có ai có thể cứu được mày hay không. Cứu được mày hay không? Cứu ra. Cứu người. Giết người. Mày làm gì vậy? Hả? Mày định đẩy xe xuống dưới, ai chết chưa vậy hả? Không có. Chứ mày tính làm gì? Bị trật tay. Trật tay hả? Tôi nói cho bà biết, tôi không biết bà tiếp cận với chú vậy với mục đích gì. Tôi không quan tâm. Nhưng mà bà làm ảnh hưởng hay hại ai trong gia đình chú vậy, tôi không để yên cho bà đâu. Tao không có. Có sao không vậy? Đẹp không chị? Chào em. Anh rất bất ngờ khi gặp em ở đây. Dạ chào anh. Dạ em chào anh. Anh cũng có hẹn ai ở đây hả? Không. Anh đi một mình. Đây là quán quen của anh mà. Ủa, em đang chờ ai sao? Dạ. Dạ, mời anh ngồi. Em chuẩn bị thi tới đâu rồi? Cố gắng nha. Anh tin là phần thắng của em sẽ rất cao. Dạ, lần này Thùy Anh chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Thùy Anh à, nếu như anh muốn gặp riêng em để trao đổi cho những thắc mắc bên đời cuộc thi, em có sẵn lòng không? Dạ, được như vậy thì còn gì bằng nữa ạ? Không biết hôm nay thì có tiền cho anh không? Anh cũng biết đó, Thùy Anh rất là khao khát được thi qua hậu từ lâu rồi. Nhưng mà cái lĩnh vực này rất là mới mẻ với em ấy. Em ấy rất cần có người dìu dắt. Nhưng mà chị ạ, em có hẹn ăn trưa với anh Nam Sơn rồi. Em à, đây là con đường vinh quang của em. Bộ em tưởng trên đời này chỉ có một mình em đẹp,
em giàu thôi hả? Hơn thua nhau ở sự biết điều. Với lại chuyện em có bạn trai không có ai biết thì em càng cần phải giấu. Chị, nhưng mà anh Nam Sơn là người đã chu cấp tiền cho em để tham gia cuộc thi này mà. Nếu mà bây giờ em qua lại với người đàn ông khác, được nghĩ sao? Kệ em. Em phải nghe chị. Nghe chị thì sẽ có lợi cho em thôi. Alo, anh đang tới nè. Ờ anh, hôm nay em có hẹn với huấn luyện viên thể thao của em rồi nên không đi ăn trưa với anh được. Không khác nha. Em làm anh mất hứng quá. Nhưng mà không sao đâu, em cứ lo công việc của em đi. Thôi, để hôm khác em đích thân nấu một bữa ăn thật ngon để đền cho anh nha. Anh đừng giận em. Yêu anh, yêu anh, yêu anh.